và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Gia đình Vlog Việt, quý vị và các bạn thấy không, tôi rất là thoải mái khi tư vấn cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện về vượt quá kỹ phần trong di chúc. Thưa quý vị và các bạn, trong cái câu chuyện này tôi tư vấn về một trường hợp trong thực tiễn mà của một anh Việt Kiều về hỏi cho tôi. Nội dung gia đình anh như thế này: ba anh là một người rất là phong kiến. Ba và mẹ anh đã tạo lập được một cái nhà trên một cái phần đất là 2.500 m², và trên đất đó có một cái căn nhà cấp 4. Anh kể với tôi rằng là năm 1972, ba mẹ anh lấy nhau, không đăng ký kết hôn. Và khi không đăng ký kết hôn như vậy thì ba mẹ đẻ ra ba người con. Một người sinh năm 1973, một người sinh năm 1980, một người sinh năm 1982. Đó là anh. Và bây giờ anh đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Thì ba là một người cực kỳ gia trưởng. Tất cả những gì ông nói đều là đúng, đều là mọi thành viên trong gia đình đều phải tin là sự thật. Thì ông đã lập cái di chúc để lại toàn bộ nhà và đất cho người con trai đầu. Và khi ông mất vào năm 2007, thì khi ông mất, cái người con trai đó, họ đã có cái thái độ là họ sang tên đăng bộ và họ đuổi cả người mẹ ruột ra khỏi nhà. Và việc anh viết, anh hỏi tôi rằng cái việc đó có đúng hay không. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng đã tư vấn cho vị Việt Kiều về quy định của pháp luật, thế nào là di chúc, thế nào là kỹ phần di chúc và hàng thừa kế của di chúc. Hôm nay cũng với ba nội dung chính cơ bản, tôi sẽ tư vấn lại cho quý vị và các bạn dựa trên cái tinh thần của cái câu chuyện này. Thứ nhất, thưa quý vị và các bạn, ba anh và mẹ em kết hôn từ năm 1972. Vậy thì mặc dù ba anh và mẹ anh kết hôn, không đăng ký kết hôn, nhưng họ vẫn được pháp luật công nhận vì người con đầu tiên trước ngày 3 tháng 1 năm 1987, ngày luật hôn nhân và gia đình năm 86 có hiệu lực. Luật hôn nhân và gia đình năm 86 có hiệu lực, tài sản mang tên anh, tài sản mang tên em, tài sản mang tên chúng ta đều được xem là tài sản chung vợ chồng. Và khi là tài sản chung vợ chồng thì chế định tài sản chung vợ chồng được phân tích trên nguyên tắc sau khi ly hôn. Sau khi một trong hai người thừa chết, kế chết, thì di sản của người nào sẽ được người đó hưởng. Trở lại vấn đề tài sản căn nhà và đất đã được ba anh định đoạt cho người con trai trưởng, được xem là tài sản chung của vợ chồng. Anh nhé, tài sản chung được vợ chồng được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy, trong cái khối tài sản là quyền sử dụng đất và tài là căn nhà trên đất, 1/2 là của ba, 1/2 là của mẹ. Và khi 1/2 của ba, khi ông còn sống, ông có quyền định đoạt cái phần di sản của ông cho người con trai trưởng. Và thực tế là ông đã định đoạt vượt quá cái kỹ phần. Vì tại thời gian đó, không biết là do cách nghĩ hay là do cái quan niệm của A Đông, người chồng, người cha có quyền quyết định, mà ông đã định đoạt luôn cả kỹ phần của má anh, luôn cả kỹ phần của người vợ. Đồng ý thôi, nếu tài sản của mình thì mình được quyền mua, bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp, di chúc, lập, để lại cho một người nào đó theo ý định của mình. Vấn đề thứ nhất,
Luật sư muốn phân tích cho quý vị và các bạn trong trường hợp này, di chúc là gì? Di chúc là thể hiện ý chí cá nhân nhằm định đoạt của tài sản của mình sau khi chết. Bon đã nói rất rõ rồi. Tôi là A, tôi có một cái quyền sử dụng. Đúng ra chính xác thuật ngữ nhà luật á, là bố anh chỉ được hưởng 1/2 tài sản, căn nhà và đất thôi, cho người con trai trưởng. Và thời điểm anh kể với tôi nghe rằng năm 2007 khi bố anh mất thì cái di chúc đó phát sinh thừa kế. Chưa kể nó có những cái vấn đề khác. Tại thời điểm năm 2007 khi bố anh mất thì 1/2 di sản của bố anh sẽ được chia cho các đồng thừa kế. Nhưng do bố anh, quý vị và các bạn, nhưng do bố anh đã lập cái di chúc cho người con trai trưởng thì 1/2 cái tài sản của người con trai trưởng sẽ được nhận thừa kế. Tôi sẽ nói thêm một vấn đề người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc nha quý vị và các bạn. Tại thời điểm này mẹ anh vẫn được một suất bằng 2/3 suất thừa kế. Vấn đề này tôi sẽ nói vào một video tới, đó là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Và thế đó quý vị và các bạn, 1/2 di sản của bố anh sẽ được chuyển qua tên cho người con trai, trừ đi 2/3 chưa non một cái suất di sản là của mẹ. Và quý vị và các bạn biết rồi, như vậy khi bố anh lập cái di chúc đó là bố anh đã vượt quá cái kỷ phần. Nói nôm na như thế này quý vị và các bạn ạ. Nói chúng ta thuật ngữ nhà luật nó khó khăn quá, bây giờ nói nôm na theo cái kiểu dân bình dân đi ha. Khi mà tài sản của trong một cái công ty thì có công ty A đứng, mặc dù đứng tên ba anh nhưng mà có hai người, ba anh và ông A, thì ba anh và ông A thì ba anh đã chết, mặc dù là ba anh đứng đại diện pháp luật. Tuy nhiên rằng là ba anh chỉ được có 50%, và khi tổng cái giá trị của cái công ty đó là 600 triệu, quý vị và các bạn, 600 triệu thì ba anh chỉ được hưởng có 300 triệu thôi. Thì khi mà 300 triệu này ba anh đã lập một cái di chúc cho người con trai trưởng, con trai đầu đó, sau khi tôi chết thì toàn bộ cái di sản này sẽ được cho con trai trưởng. Nhưng mà cái ông hùng vốn ông bảo ba ông đâu có định đoạt toàn bộ, ba ông chỉ có một nửa. Và mặc dù là mẹ anh không được thừa hưởng theo di chúc, nhưng theo quy định của pháp luật bà được hưởng 2/3. Để tôi trở lại vấn đề, trong 300 triệu này sẽ được chia làm 4, nhân lại cho bà 2/3. Video sắp tới tôi sẽ nói. Như vậy, thông qua cái câu chuyện về vượt quá kỹ phần di chúc để cho chúng ta thấy được rằng việc xác định di sản, quyền định đoạt, quyền sở hữu, cái quyền được tạo lập trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lập ý chí rất là quan trọng. Nếu như trong trường hợp khi chúng ta xác định và chúng ta lập di chúc mà không đúng quy định của pháp luật thì sẽ dẫn đến những cái trường hợp, thứ nhất là di chúc vô hiệu, thứ hai là di chúc sẽ có hiệu lực một phần. Thưa quý vị và các bạn, trả lời câu hỏi của anh Việt Kiều đang ở nước ngoài, trong trường hợp này anh phải làm như thế nào? Người con trai trưởng đã có cái hành vi là đuổi má anh ra,
thì má anh sẽ nói thẳng với người con trai trưởng rằng 1/2 tài sản này là của bà. Bà sẽ được 2/3 suất thừa kế trong khối tài sản mà chồng bà để lại là ba anh. Vậy thì người con trong trường hợp này có thể rằng anh và một người con còn lại không được hưởng di sản, nhưng bà có quyền được hưởng di sản. Còn cách để như thế nào thì bà khởi kiện ở tòa án thôi. Trong trường hợp các con có một cái việc khinh thường, coi rẻ, xúc phạm bà, thì bà dựa trên những cái căn cứ, những cái quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Anh bảo với tôi rằng là mẹ anh già lắm. Thưa anh, cái chuyện này không khó. Trong trường hợp khi anh đã xác định được cái phần của mẹ anh rồi, thì anh bảo rằng là mẹ anh sẽ ủy quyền cho một người khác, hoặc thậm chí những người anh chị em ruột đang ở Việt Nam sẽ giúp anh làm công việc đó. Và mình biết rằng con đường mình đi, mình sẽ có được hơn một nửa tài sản. Thì như vậy chúng ta sẽ rất là thoải mái, chúng ta sẽ rất là dễ dàng để cho cái người con trai trưởng, con người con trai đầu hiểu được rằng không phải quy định của pháp luật không bảo vệ người phụ nữ, người vợ trong trường hợp này. Thế nhanh nhá, cuộc sống thì chúng ta phải có những cái cung bậc, không phải tất cả những cái quy định của pháp luật, không phải cứ nhất nhất di chúc là sẽ được thực hiện. Nhưng di chúc đó có được hoàn thiện về mặt hình thức, có hoàn thiện về một nội dung hay không? Và trong trường hợp này, đó là di chúc đã được chứng thực ở Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nhưng di chúc lại định đoạt quá, vượt quá cái kỹ phần, dẫn đến di chúc chỉ có hiệu lực một phần. Thưa quý vị và các bạn, với ước mong rằng chúng ta sẽ cập nhật những cái kiến thức pháp luật trong tất cả những cái lĩnh vực trong đời sống xã hội, chúng ta sẽ cần lắm những cái kiến thức để chúng ta tự bảo vệ mình. Và đặc biệt là trong trường hợp người phụ nữ, mẹ của anh bảo với tôi rằng là không lẽ là bây giờ anh bỏ công ăn việc làm ở nước ngoài để về Việt Nam để mà gọi là tay đôi với người con trưởng. Tôi bảo rằng là cái việc không phải cứ sử dụng những cái ngôn ngữ hành động thì chúng ta có thể thắng, nhưng mà bây giờ mình cứ nhỏ nhẹ trong nội bộ gia đình thỏa thuận. Trong trường hợp người con này hiểu được cái câu chuyện pháp luật thì chúng ta sẽ ngồi lại với nhau, thậm chí chúng ta sẽ tính toán như thế nào để nó vẹn cả đôi đường. Còn nếu như trong trường hợp người con trưởng này sau khi biết mà họ vẫn có những cái gàn, cái bướng, cái mà họ cho là họ đúng, thì lúc đó mình kiện cũng không muộn. Còn cái việc đi kiện thì dễ thôi, chúng ta sẽ nhờ một người nào đó đại diện theo pháp luật, hoặc đến một cái văn phòng luật sư nào đó để giúp chúng ta hoàn tất theo cái hình thức đại diện ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tất cả mọi người Việt Nam đều biết được kiến thức pháp luật, và đặc biệt là một số anh chị em Việt Kiều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, tôi xin chân thành cảm ơn. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi gì liên quan đến pháp luật Việt Nam thì hãy điện cho luật sư Thu qua số điện thoại Việt Nam 0903 392 861. Tôi sẽ giải thích cho quý vị và các bạn có thể thông qua con đường miễn phí, có phí, và giúp quý vị và các bạn trong một kiến thức hạn hẹp của tôi. Xin trân trọng cảm ơn.